Em chào anh chị ạ. Chào anh chị ạ. Em vô ghế ngồi nha. Dạ dạ. Ông bà ơi, trời ơi, hôn như hôn kỳ vậy. Cái này là hôn này giống lý chứ hôn gì. Hey yo, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hammer Channel. Tập ngày hôm nay chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người, hay gọi là Q&A. Có rất nhiều cái câu hỏi mà mọi người đã hỏi chúng mình nhiều lần rồi. Không có trả lời nữa. Còn là những cái câu hỏi nào mới và lạ, và đặc biệt là những cái câu hỏi mà chúng mình đã trả lời từ rất lâu rồi, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ trả lời. Hôm nay sẽ có một vài câu hỏi, nhưng mà trước tiên thì chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi đầu tiên. Mà cái câu hỏi này là câu hỏi mà được hỏi rất nhiều lần rồi, chúng mình cũng trả lời rồi. Câu hỏi này chúng mình trả lời từ lâu rồi đúng không? Cách đây chắc cũng phải 3 năm. Cho nên là nhiều bạn mới biết đến chúng mình ấy thì sẽ không biết câu hỏi này và cái câu trả lời nó như thế nào. Thì bây giờ câu hỏi nhá. Kể về lần đầu mới gặp nhau của anh chị. Lần đầu mới gặp nhau à? Lần đầu mới gặp nhau là chắc chắn là gặp nhau ở Hà Nội. Thì là lúc đấy cả hai chúng mình đều casting cho một bộ phim sitcom. Mà cái buổi casting đầu tiên thì hai đứa chưa gặp nhau. Đúng rồi. Phải đến cái buổi thứ hai là cái buổi mà gặp mặt các diễn viên, là kiểu đã được qua vòng casting rồi, là được chọn rồi đấy. Bắt đầu đến cái buổi mà họp mặt các diễn viên rồi đoàn phim các thứ đấy, thì bắt đầu mình gặp nhau buổi đầu tiên là chính thức. Đợt đấy là mình mới bắt đầu tốt nghiệp đại học mọi người. Thì lúc ấy lông bông thì không có bất cứ một cái công việc nào khác để kiếm ra thu nhập ấy. Cho nên là mình liều mình để đến casting cái bộ phim mà được thông báo này. Theo như mình biết là của anh biên tập với cả người trong ekip đoàn phim ấy, thì bảo là Hùng là lựa chọn cuối cùng của đoàn phim. Cho nên là mình đến casting cái là mình được chọn luôn. Nhưng mà hôm ấy buổi casting ấy thì mình chỉ đi một mình thôi. Còn Bạch My với cả những bạn diễn khác ấy thì casting từ ngày hôm trước rồi. Từ ngày hôm trước rồi và đã đậu rồi. Hôm đấy sau khi casting xong mình biết tin mình được nhận ấy thì ui vui chết. Ở đây là có tiền để sống qua tháng rồi các kiểu. Sướng lắm. Vui không mọi người? Sau khi nhận được thông báo là mình casting đạt tiêu chuẩn và được chọn ấy, một vài hôm sau tất cả ekip họp với nhau. Hôm đó là cái hôm mà mình và Bạch My gặp nhau đó. Em chào anh chị ạ. Chào anh chị ạ. Em vô ghế ngồi nha. Dạ dạ. Em vô ghế ngồi luôn. Cái đứa này là đứa nào nhìn ngứa mắt thế nhỉ? Rồi, nam chính mà trông yểu lạ. Sơ mi thì bóng lộn này, đầu tóc thì chảy chuốt rồi, cái quần bó sát vào chân này kìa. Không biết lễ phép gì cả, mình ngồi đây mà nó không chào hỏi một câu. Này chắc bê đê rồi. Cái loại này chảnh chọe rồi, khó gần rồi. Ok. Đấy, lúc đầu chúng mình mới gặp nhau không có ấn tượng đẹp như mọi người nghĩ đâu. Cũng không hiểu tại sao mình có thể nghĩ như thế được, mà mình không hiểu tại sao đến bây giờ mình lại quen lên Hùng. Rồi ghét của nào chờ chạp của đấy không? Không hẳn là ghét, nhưng mà em không nghĩ là anh thắng. Ok thôi, bỏ qua nha. Và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của một bạn là Phan Long. Lần đầu anh chị hẹn hò như thế nào? Lần đầu hẹn hò thì nó cũng giống như rất nhiều đôi khác thôi đúng không em? Thì nói chung là chúng mình hẹn hò thì cũng đơn giản là đi xem phim này, rồi đi ăn này, rồi đi cà phê này, rồi đi lượn phố lượn hố các thứ ấy. Thì buổi đầu tiên hẹn hò có lẽ là chúng mình đi ăn. Bình thường ấy là chúng mình cũng hay đi ăn với nhau rồi, nhưng mà là đi cùng mấy người nữa trong ekip, trong nhóm là đi ăn với nhau. Và buổi hẹn hò chính thức đi riêng lẻ hai đứa là đi xem phim mọi người. Thì thường là đi xem phim là lúc nào đi đội đi ăn rồi, tại vì là xem phim xong đói mà, đói xong bắt đầu đi ăn ấy. Hôm đấy mình là người đi mua vé mọi người. Xin được mời tiên chào quý khách ạ. Em chào anh ạ. Cho em hai vé nhưng mà một ghế thôi, ghế đôi đi. Đúng rồi. Cho em được hai vé. 200.000. 200. Em cảm ơn. Bò luôn cho anh 200. Em rất cảm ơn. Không biết phim ma này có sợ không nhỉ? Phim ma thì chắc là phải sợ chứ. Nhưng mà mấy cái phim ở rạp người ta hay cắt mấy cảnh ghê ghê ấy, chẳng biết có sợ không. Mà ghế đôi người ta bán hơi chật nhỉ. Anh hiểu sao ghế thấy chật. Kệ. Ôi. Kìa nó đến. Thế giận mình nó hủ em cả giận mình.
Mọi người nhìn mình như thế thôi chứ mình không phải là quá sở khanh như vậy đâu. Mọi người để ý xem bất cứ người con trai nào khi mà ngồi cạnh con gái mà còn ngồi ghế đôi như thế mà chẳng muốn khoác vai xem phim đúng không? Mà tôi thề nha mọi người nha, nếu mà những ai mà hẹn hò lần đầu tiên thì chắc là phải người người đến 8 người rồi đi xem phim ma rồi, đúng không? Không, nhưng mà theo trí nhớ của em ấy là những lúc mình xem phim ma thì anh mới là người giữa em ấy ạ. Không, hôm đấy là Bạch My giữa vai mình. Hôm đấy thì hôm đầu tiên giả vờ đi thôi. Hôm đấy là mình gồng á. Mặc dù xem phim ma rất sợ nhưng mình rất gồng. Mình cũng không tập trung quá nhiều vào bộ phim. Tập trung để vai rồi sờ tay cái kiểu. Chúng ta lại tiếp tục đến với một câu hỏi nữa. Khoảng thời gian anh chị nhớ nhau nhất là khi nào? Và sau khi gặp nhau anh chị cảm thấy như thế nào? Khoảng thời gian nhớ nhau nhất là thì phải là khoảng thời gian mà chúng mình xa nhau đúng không? Thì thường thường là nếu mà khoảng thời gian xa nhau là chỉ có Tết thôi mọi người ạ. Tại vì nếu mà mọi người xem theo dõi mình nhiều, mọi người cũng biết là chúng mình ở hai nơi khác nhau. My thì quê Hà Nội, còn Lê Hùng thì quê Quảng Ninh đúng không? Thì chắc chắn là Tết là phải nhà ai về nhà đấy rồi. Và thường thường là Tết chúng mình sẽ xa nhau khoảng tầm mười mấy ngày, chục ngày. Đấy, thì cái quãng thời gian đấy là nếu mà ngày nào cũng ở cạnh nhau rồi tự nhiên bỗng thời tự nhiên nghỉ gọi là không gặp nhau 10 ngày thì chắc là cũng nhớ ấy. Có lẽ là cái giai đoạn đấy là nhớ nhau nhất đấy, đúng không? Thì bình thường có xa nhau ngày nào. Và sau khi gặp nhau thì anh còn nhớ em không? Có chứ, ngày nào anh cũng nghĩ đến em luôn. Anh nhớ nhiều không? Nhiều. Nhiều như nào? Nhớ rất nhiều. Cái này là mới yêu. Còn người ta yêu lâu á, người ta phải tặng sâu nhanh lên. Chứ bao nhiêu từ từ vậy. Hôn nhanh lên, mạnh lên. Ok, rồi, lại nha. Ok, lại. Anh còn nhớ em không? Có chứ, ngày nào anh cũng nghĩ đến em luôn. Anh nhớ nhiều không? Nhiều. Nhiều như nào? Nhiều như rất nhiều. Yeah, phải rồi. Hôm gì chim đó kiếm mà nó đâu mỏ vậy? Không phải không như vậy, người ta nó nhanh, nó nhanh mà nó không phải như vậy, nó nhanh, nó kiểu nhanh mà nhanh sao? Nhanh. Sâu đúng không? Sâu đúng rồi, nhanh sâu. Lại thôi cận này nhá. Ok. Rồi, vô. Nope. Hôn kỳ vậy, cái này là hôn này giống lý, cái hôn gì? Tình cảm, người ta tình cảm như này. Miếng nó ôm miếng, môi chạm môi, mà nó kia như phải đậm sâu vô, cái đó gọi là tình yêu nó mới diễn đạt được. Hôn lại thì phải môi kề môi cho nó đậm sâu vô. Rồi. Lại đi, rồi vô. Hồn thích không em? Rất hết mặt mình rồi mọi người ạ. Nói chung là tóm lại là dù gì ấy, chúng mình cũng chỉ là những người bình thường như bao con người khác thôi. Vậy nên là những cặp yêu nhau khác như thế nào thì chúng mình cũng như vậy. Lúc mới yêu nó cũng gọi là rón rén như nhau thôi. Còn đến thời điểm bây giờ đã quen nhau 4-5 năm rồi thì có những cái gì mọi người đều biết hết rồi đấy. Nói chung là sẽ coi nhau như là anh em thân thiết trong gia đình. Wow, anh em thân thiết thôi mà. Đến bây giờ là anh em thân thiết. Anh em tốt.